Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG5. Chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C, rộng rãi, thoải mái và giá cực kỳ rẻ của bên phía MG mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024, những ngày đầu tiên của tháng mới nhất này, và Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý vị các bạn về chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự điều chỉnh tăng cường thêm rất mạnh dành cho từng phiên bản của MG5 theo tùy từng vùng khác nhau. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, ví dụ như là dán kính cách nhiệt hay trải sàn da hay là camera hành trình, và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang để ý quan tâm theo dõi về chiếc xe hiện tại đang là nhập khẩu tại Thái Lan này. MG5 nó là một cái chiếc xe ở cỡ C, rộng rãi, thoải mái. Option của nó thì cũng chẳng thua kém bất cứ một cái chiếc xe nào ở trong cái phân khúc này cả. Ngoài ra nữa, quan trọng hơn nữa, đó là tầm tiền, tầm giá của MG5 tại thời điểm này, sau khi trừ đi chương trình khuyến mại và giảm giá, giá của nó hiện tại còn rẻ hơn cả Hyundai Ioniq 10, đâu đó lên tới 30 triệu đồng anh chị ạ. Sedan cỡ C mà bây giờ giá khuyến mại còn rẻ hơn cả i10 lên tới 30 triệu đồng. Một cái chiếc xe mà MG đang phân phối tổng cộng là 3 phiên bản, trong đó thì có 1 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Chiếc xe MG5 thì nó sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ thể thao giả lập 8 cấp số anh chị nhá. Mỗi phiên bản tại thời điểm này thì đại lý đang đủ màu giao ngay, và chương trình khuyến mại của nó thay đổi rất nhiều so với thời điểm tháng 9 vừa qua. Cụ thể chi tiết từng phiên bản như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn như sau. Đầu tiên là chiếc xe MG5 phiên bản số sàn, phiên bản trước mắt quý vị các bạn đây. Một cái phiên bản mà phải nói là nhiều khách hàng, rất nhiều khách hàng quan tâm để ý lựa chọn trong cái thời gian vừa qua. Đơn giản thôi, vì giá nó rẻ, đơn giản vì nó là một cái chiếc xe mà khi mà chúng ta nhìn cảm quan ở bên ngoài, nhìn nó rộng vì nó là cỡ C, không gian cũng thoải mái. Rồi là những cái option, nếu như mà so về tầm tiền thì chắc là chẳng có chiếc xe nào được trang bị nhiều cơ bản như cái chiếc xe này cả. Giá niêm yết có 399 triệu đồng thôi. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở Hà Nội, ở miền Bắc, đại lý sẽ giảm về tiền mặt nhé, 90 triệu đồng dành cho quý các bạn. Mình nhớ thời điểm trước đâu đó giảm 70 triệu, 75 triệu nhá. Nhưng mà dịp đầu tháng 10 này, 90 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại có 309 triệu đồng thôi anh chị ạ. Giá tại thời điểm dịp đầu tháng 10 này. Thế còn với những anh chị khách hàng nào mà ở miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đại lý đang bán với mức giá xe còn lại sau khuyến mại là 338 triệu. Với giá còn lại theo tùy từng vùng như vậy, lăn bánh ở tỉnh phía Bắc sẽ là 352 triệu, ở Hà Nội là 380 triệu, ở tỉnh phía Nam là 381 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 401 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh phía Bắc là 352, ở Hà Nội là 380, ở tỉnh phía Nam là 381 và thành phố Hồ Chí Minh là 401 với số sàn của MG5. Và bản này nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 104 triệu. Ở Hà Nội là 132 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 124 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 104, ở Hà Nội là 132 và thành phố Hồ Chí Minh là 124 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Giá xe của cái phiên bản số sàn MG5 này ở khu vực miền Bắc Hà Nội này còn có 309 triệu đồng. Giá của số sàn i10 bản bay, tức là bản chẳng còn cái option gì cả, hiện tại đang bán là 340 triệu đồng quý các bạn ạ. Như vậy là cũng chênh lệch nhau rất là nhiều, 20 triệu đồng cho cái phiên bản số sàn này. Tiếp theo, phiên bản phía trên của số sàn đó là MG5 bản standard, hay còn gọi là số tự động bản tiêu chuẩn. Bản này với mức giá niêm yết đề xuất là 523 triệu đồng. Thời điểm của tháng trước mình nhớ đâu đó giảm 120 triệu, 121 triệu. Tại thời điểm dịp đầu tháng 10 này giảm 133 triệu đồng dành cho quý các bạn. Số tự động bản tiêu chuẩn giảm 133 triệu đồng. Giá xe còn lại có 390 triệu đồng thôi anh chị ạ. Giá này thì rất là rẻ cho số tự động luôn rồi, đúng không ạ? Lăn bánh ở tỉnh sẽ là 445 triệu, lăn bánh ở Hà Nội là 476 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 465 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 445, ở Hà Nội là 476 và thành phố Hồ Chí Minh là 465 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Giá xe còn lại có 390 triệu đồng. Trong khi đó i10 AT hatchback hiện tại đang bán là 420 triệu đồng, thì có phải là MG5 standard bản số tự động tiêu chuẩn này
đang thấp hơn lên tới 30 triệu đồng, đúng không ạ? Và bản này nếu như có nhu cầu lấy trả góp ấy, thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 134 triệu, ở Hà Nội là 164 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 154 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 134, ở Hà Nội là 164 và thành phố Hồ Chí Minh là 154 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản thứ 3, phiên bản cuối cùng đó là MG5 phiên bản Luxury. Bản Luxury là một cái phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 588 triệu đồng. Dịp đầu tháng 10 này đang giảm giá về tiền mặt là 138 triệu anh chị nhá, 138 triệu đồng. Giá xe còn lại là 450 triệu đồng thôi. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 512 triệu, ở Hà Nội là 544 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 532 triệu đồng. Ở tỉnh là 512, ở Hà Nội là 544 và thành phố Hồ Chí Minh là 532 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Có cửa sổ trời rồi, ghế là điều chỉnh điện rồi, đèn led rồi, ngoài ra ghế da, màn hình giải trí, cam lùi, cản biên lùi đầy đủ hết luôn anh chị ạ. Và bản này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 152 triệu, ở Hà Nội là 184 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 172 triệu đồng. Ở tỉnh là 152, ở Hà Nội là 184 và thành phố Hồ Chí Minh là 172 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là ba phiên bản, ba sự lựa chọn về MG5 tại cái video ngày hôm nay. Thời điểm mà dịp những ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024 đã có sự điều chỉnh thay đổi khuyến mại rất là nhiều. Có hai cái phiên bản mà mình nghĩ rằng đặc biệt chúng ta nên lưu ý quan tâm. Đó là một cái phiên bản số sàn và thứ hai là MG5 bản standard, bản số tự động, bản tiêu chuẩn, giá rất rất rẻ, đúng không ạ? Vậy thì nếu quan tâm muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.